Antoine Griezmann cũng là một cái tên hay. Griezmann, Antoine Griezmann, mình xem qua chỉ số thế nào. Chỉ ui, ui lương 27 chỉ số to này hả? Ui, ôi con này phải test nha, con này phải test nha, con này xem này phải test thôi. Quyết định rồi, tôi quyết định nó sẽ test con này nhá. Ôi sao chỉ số to nhỉ? Trời ơi. Người Ý gốc Nam Định phụ huynh cháu 7 chỉ số ghê vậy. Lần đỏ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tối tôi ít xem mà thầy làm cho anh em cũng được. Ok, cảm ơn thầy ơi. Em muốn gửi ớt chữa bệnh ngáo chó ở đâu vậy thầy? Ui, cảm ơn em Khôi chân điều nhá. Tôi sẽ test con này. Anh em gửi ở fanpage Tabi Tuấn Anh nhá. Tabi Tuấn Anh Gaming ấy. À và đấy, con này tôi chưa đá con Griezmann này, chưa có một con tên nào về Antoine Griezmann cả. AI huyền thoại à? AI là huyền thoại. Ok, đây là một con mà khiến mình cảm thấy khá là hào hứng test con này nhá. Rồi, huyền thoại là đúng mà. Huyền thoại là đúng còn gì nữa? Chân sút số 1 lịch sử của Atletico Madrid thì huyền thoại là đúng rồi. E đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nần nầu nôn nết nảy nớ nem nâu. Ok, tên chào Phong nhé, chào em. Vòng bảng đó với Morata cạnh ngác. Như vậy là tôi sẽ làm về content này, sẽ là content của Hoàng Tử Bé. Antoine Griezmann. Bỏ Modric ra cái. Mở tiếp bao nữa điên, tiết kiệm và làm dần dần chứ giờ mở hết ra này. Morata là một cặp luôn á. Không, tôi sẽ làm Morata riêng, tôi sẽ làm Morata riêng. Griezmann thì sẽ đá đúng vị trí CF. Phía trước mặt thì là mình sẽ dùng một tiền đạo nào đó quốc dân đi. Mình sẽ gồng lồng ghép con Griezmann này vào vị trí này. Lương lên 255 được à? Thế thì phải nâng con cà rốt của mình lên rồi. Cà rốt 23 tin này phèn quá. Đấy. Như vậy là tôi sẽ đá đúng ở Griezmann vị trí CF nha. Nào, trung bình con này sẽ lách. Đó, chạy chỗ. Con này sẽ để chạy chỗ này. Rồi. Ok, mọi thứ sẽ khá là dễ khi mà anh em set up ở cái CF, vị trí CF của tôi thôi. Nghe bao dứt điểm lạnh tanh hả thầy? Dứt điểm không khác gì thầy ngoài đời luôn. Nếu mà nói về khả năng dứt điểm ấy, quả Griezmann này không khác gì thầy ngoài đời luôn. Bước 1 cái này. Úi trời ơi chứa. Sao nhanh nhở? Ôi trời ơi. Em Kiên ngoài Nam đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Griezmann. Thì thầy, hôm qua em khó ngủ quá gặp ác mộng hay sao ý thầy ạ? À? Em thấy thầy thua rank 5-1 thì chắc là ác mộng thôi phải cô ạ? À? Sáng dậy em bàng hoàng đờ đẫn quá, game thủ chuyên nghiệp sao thua như thế đờ xin phải cô ạ. Em ơi, tối qua thầy chưa có sự phục vụ của Griezmann. Đó, thầy chưa có sự phục vụ Hoàng Tử Bé. Thì thầy thua là đúng rồi. Thua là đúng rồi, chuyện bình thường thôi mà. Ôi trời ơi. Ngọc Anh nhá. Cóc gần. Xổi ôi. Hack của não sau clip này. Sau con tên này. Này, đuổi đi. Van der Ven cũng khỏe. Van der Ven thật đánh giá là một trung vệ cũng khỏe, cũng mạnh đấy. Chưa đẩy ngã được. Ôi trời ơi. Chưa thể đẩy ngã được Griezmann. 2003 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy đánh giá con Rijkaard. Dạ, Van der Ven nhanh đấy. Ôi trời ơi. Nam Jem đã donate Van der Ven nhanh đấy. 10.000 đồng. Cảm ơn Nam nhá. Hello, hình như vập nhật xong háng cầu thủ bị rộng ra hay sao ý nhỉ? Trận nào cũng mất 150 tiền bị sâu kim. Tiền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thật đấy. Cái tay cầm NTN cho cầu thủ chạy ca bị đẩy bóng về thầy. E đá N toàn đỡ B một bật ra versus khó giữ bóng quá. Mọi người hay tranh luận với nhau xem Ronaldo hay Messi ai hay hơn. Nhưng đối với tôi câu hỏi thế kỷ là lúc đờ rông trên không với Rafa Mir ba trận cứng ai mới đáng sợ hơn. Khó thế, đùa cái câu hỏi này, câu hỏi cuối của ai là triệu vũ rồi. Khó thế. Câu hỏi khó nhỉ, câu hỏi đấy trả lời kiểu gì. Ôi trời ơi. Em 1/10. 1/10, nhưng mà Griezmann này nó thật sự là cái mẫu tiền đạo khiến tôi thích. Bởi cơ bản là tôi thích những thằng nào tiền đạo nó khéo một chút này. Đá xem ấy, nó khéo một chút, nó nhanh nhanh một chút, nó không cần quá to. Qua một cái, qua Van der Ven cái. Qua này cái nữa. Rồi. Fake shot 2 nhịp. Nằm hết xuống. Một trong những con hàng xem nhá. Anh em nếu mà anh em chơi nhá, anh em phải mua con này. Nói luôn. Nó rè bóng, nó dính chân mà cái động tác skill nó dẻo ấy. Đấy, anh Quý đang ngồi xem một đang chớ lên chớ xuống như thế thì bảo sao đối thủ làm sao người ta chịu được. Này. Khả năng di chuyển không bóng là một điểm mạnh. Ngọc Anh đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Linh láng nước, đăn kèo hat trick thầy nhé. Qua một cái. Ui, ok, cảm ơn Ngọc Anh nhá. Nesta. Tizi mét 55 thật là không, Tizi mét bao nhiêu không để ý, nhưng mà Tizi cũng kiểu thấp thôi. Thấp người. Nếu mà nói về khả năng dứt điểm ấy,
quả Griezmann này không khác gì thành ngoài đời luôn. Cái đê thứ hai đâu? Cái đê thứ hai của tôi đâu? Bet cho Tabi 10.000 đồng. Nút đê thứ hai đâu? Nào mà lẫn lộn với nhau được. Ôi trời ơi. Tyler đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em vừa vào lớp em ngồi bàn ghế ạ, thầy Bill tùy ý 1k 3 tỷ giúp em nhé. Ôi trời ơi. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bắt quả này chị. Thầy ơi, em mới nghỉ việc. Bên thầy có đang tuyển vị trí nào không? Bên thầy hiện tại là bây giờ đang kín rồi em ạ. Bên thầy bây giờ đang kín rồi, tuyển xem được một hai bạn nữa rồi. Bây giờ nên chắc là mình sẽ dừng cái việc tuyển người thôi. Đủ người rồi anh em ạ. Luôn mà. Lo nâng đội hình đi á. Đó. Khả năng sau khi lên Tabi lên clip Antoine Griezmann trở thành món hàng hot nhất FC Online, con này hay mà. Như thế nào nhỉ? Nhưng mà tôi cảm giác là con này dùng được mà. Con này không đến nỗi gọi là quá yếu. Chẳng hạn như thế. Tiến sâu không ạ? Khó. Tôi nghĩ là mùa này nếu mà theo đúng những cái gì lực lượng của nó, một là Zen, hai là Tiền Tấn Thông đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Tiền Tấn Thông nhá. Em đến VNS cổ. Sao quỷ đỏ như tôi lại thích xem ông này nhiều quá em ạ. Tôi được cái độ nào vô địch, độ nào top 1 là tôi fan ở đấy nhá. Báo Hoa Học Trò đưa tin nhanh nhưng tôi fan thời vụ. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy biết anh thắng ngọt không? Ảnh mới ra album có bài hay là nghe hay lắm. Trong bài ảnh hát đêm nằm vắt. Có cả bài đấy luôn hả? Isman. Trời ơi, vào vòng dứt điểm tệ thật đấy. Hỏi mặt bài đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một là Real. Nào, ba chiếc Clivert cũng nhanh nha. Clivert cũng dạng nhanh đấy. Ném cái. Thôi không được, nó bóng bổng chết rồi. Ông vẫn đánh đầu được à? Bóng bổng đánh đầu luôn kìa. Rồi, sao Manny áp sát được rồi. Điều là ta có bóng điếu ra, ta áp sát rồi mà ta bóng kìa. Trung trường. Vì là thả ra hồn đấy. Khe. Ui, con bé bê nó hay. Uầy. Anh em thì có, nhưng mà gặp quả BTB 8 này nó cũng sương anh em. Qua một cái, gì gồn với chúng tôi này, fake shot một cái. Đó, fake shot một cái, gì gồn với chúng tôi để bắt ZD à, bắt bài ZD à. Rồi, game on. Góc gần. Con Van der Sar này, con Van der Sar MC8 này khó ZD điên luôn đấy. Cụ đi. Em dâng cao quá. Anh nhét chữ mồm tôi thể tôi ghét kiểu vậy vãi lìn thề. Đây rồi. Đèn. Thể tôi ghét kiểu vậy vãi trưởng luôn đấy. Tôi nói thật thì ông hãy bảo. Nè. Tôi bảo rồi chứ, tôi bảo cái gì cái nó nhiều quá nó sẽ mất vui ấy, nó sẽ kiểu khó chịu ấy. Bản thân tôi cũng thấy vậy mà. Nhiều thua mấy quả rồi. Lại giống mấy quả hôm qua rồi, cứ trải nghiệm cái chim lạ phát là. Pen. Rồi, xin quả pen vẫn còn gỡ được nhá. U bịp em, hiệp 1-7 góc mà hiệp 2 chúng nó cứ chuyển qua chuyển lại được có 3 góc. 11 hòa cút. Cảm ơn HB nhá. Con Clive vẫn là cần nữa. Ôi trời ơi. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhân tiện đây em xin tặng các bạn cùng lớp một món quà. STV win tài 5.5 MVP sang nhỏ. Ok, cảm ơn Trung nhá. Bình tĩnh, game on, bình tĩnh, chưa thua đâu. Những cái gì mà tiểu binh cái gì nữa, tự bình tĩnh đã. Lúc đờ rông. Úi dồi, Griezmann có cái chân trái này. Ôi trời ơi. Xoáy lắm đây này. Đã donate cho Tabi. Xoáy lắm đây này, an toàn Griezmann. Hôm nay em hỏi ông hàng xóm cách kiếm tiền để được mua được tay cầm hùng tráng với được lên content. Ông ý bảo cuối tuần này có một món quà cho Griezmann. MU cộng 1.75 là một món quà cho cháu. Ok, thầy cảm ơn Tú nhá, cảm ơn em. Quả phạt kiến tạo liền. Nè hơi mạnh nhưng mà vẫn hay. Những cái bàn thắng đá phạt đấy tôi không bao giờ up lên TikTok cả anh em, không bao giờ thể tìm đến những bàn thắng đá phạt tôi trên TikTok. Sĩ Quý đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Bàn thắng này em tặng riêng cho anh Quý luôn. Cái bàn trình diễn Griezmann này, 4 bàn
Bản trình diễn này tặng riêng cho anh Quý luôn. Ok chưa? Chống một lực này thì thôi, chống một lực này thì lúc đã rông xuống thì ai cản được. Cặp đôi Barca đã biết thế tôi cho lúc đã rông vào từ đầu. Trận đấu nó nhàn nhàn hơn nhiều. Clever sẽ đá Barca ra. Có nhở? Khoan từ bé. Ui, không được, không được, không được, không được. Ôi trời ơi. Vì gái bỏ game đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy, tôi nhắc thầy lần cuối, đờ mờ thầy. Nếu mà nói về khả năng dứt điểm ấy, quả Griezmann này không khác gì thầy ngoài đời luôn. Cái đầu lụm rỗng tạt kiểu gì đấy? Tạt cho Van der Sar. Bẫy vị cái. Rồi, cái đầu bẫy vị cao. Bóng đá phải chơi bằng cái đầu. Máy ơn vị, bẫy ơn vị chạy bằng cơm. Đồng. Tất cả những gì Messi làm được với quả bóng thì Lu Úc Đi Dông làm được với quả sầu riêng. Ủa? Làm cái gì? Thế Messi làm gì? Messi có gọt không nhỉ? Có gọt cả bóng à? Cậu Lúc. Hai chân năm năm sút quả bóng nó đùa. Con mẹ mà 2 chân 5 năm mà cậu lúc sút bóng nhìn mất vệ sinh thật đấy. Chiêu rúa 259 đã donate cho tạm 10.000 đồng. Thầy check bet gaming nhé, em gửi R có con cộng 10R ạ. Con này làm content ok thầy ạ. Okay. Chúc thầy với y chiều vui vẻ. Cảm ơn Chiêu nhá, cảm ơn em nha. Ui, con gà biết gì đây. Ui nhìn trông bực, trông nhìn quạo luôn đấy, đang vui nhìn quạo luôn mà. Có được đá đâu, có ra sân đâu mà ghép, có ra sân đâu. Có ra sân năm thì mình chỉ đập một lần thôi, mình đã tốn phô một lần thôi. Ô, sao quay nhanh ấy nhở, nào ấy. Thôi đi rồi. Quay nhanh ấy nhở. Ôi trời ơi. HB đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi yêu Tabi Tuấn. Ok, cảm ơn HB nhá. Bình tĩnh cái đã. Rồi, bước 1 cái là xong này. DD. Tôi đã hay cực kỳ luôn. Ui. Sút đi lười, sút quá, sút đi. Đẹp. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em Long gửi thầy like vui vẻ nha thầy trái tim. Ok, cảm ơn Long nha, cảm ơn Long. Sút đi đừng chuyển nữa, bây giờ nghiện chuyển quá rồi, nghiện phối hợp quá. Làm sao để thay đổi số quen sút xa bây giờ nhở? Gì gôn với cậu lúc. Từ từ nhá, vẫn còn nhá, từ từ. Đó. Từ từ đã. Mọi thứ còn nguyên. Quay được kìa, tí quay được. Chỉ cần cướp được bóng thôi, mọi thứ khác đi liền, không cho quay lại. Đừng. Uầy, sợ thế. Nào. Nẹt vẹt. Cóng rồi bảo không run, cóng đét luôn đi chứ. Văn đơn nẹt vẹt. Đó, tôi cứ đi bộ, không biết tôi làm gì mà. Không biết tôi truyền đến sút, tôi cứ đi bộ gì mà thôi. Ok. Nào. Phần này nè, tôi cứ đi bộ vào, làm gì tôi à. Smart City đã donate cho ta bị 5 quả song nóng đầu đéo đá nữa. Từ bao giờ mà rank Việt Nam làm khó được thầy thế ạ? Thầy lột mặt nạ ra đi, Lee Harry. Thầy Lee à? Thầy Lee của các em có làm được những quả này không? Thầy hỏi thật. Thầy Lee của các em có đá được những quả như này không? Biết luôn. Thôi tôi hy vọng là cái kết cái cánh chim lạ này, thật sự luôn tôi hy vọng là nó sẽ có một cái kết đẹp, một cái kết tuyệt vời.